dự án ở đây. Chúng tôi vừa mới đi xem mấy căn nhà mẫu phong cách Florida. Nói chung là rất là ấm cúng và rất là thích rồi đó. Hiện tại thì tôi cũng đã đầu tư một cái căn ở trên phố lễ hội cách đây khoảng mấy trăm mét. Tôi rất là hài lòng với các cái dự án và các cái thiết kế ở đây. Chính sách đầu tư của Novaland hiện tại ở rất là tốt, tức là mua 3, 4, 5 năm nếu mà mình muốn lấy lại tiền thì là Novaland cũng trả lại cho mình cái giá và cái lãi suất rất là tốt. Mình muốn lấy nhà thì mình đóng tiếp tiền và lúc đó là mình nhận nhà sau 6 năm. Về tiềm năng thì tôi thấy là với cái sự đầu tư khép kín từ trường học, bệnh viện rồi đến khu vui chơi, lễ hội rồi ẩm thực rồi các thứ, thì tôi nghĩ rằng đây sẽ là một cái thành phố nhỏ ở Bình Thuận Phan Thiết này là rất là nhộn nhịp và vui vẻ, rất là mọi người rất là khách hàng rất là hài lòng khi đầu tư vào đây và rất là yên tâm.